Chào anh em nhé, mình dạy cho một số anh em nào đang học cái kinh nghiệm mà làm những cái tranh mà đánh đồng thì nó pha nhũ đồng với cả clear ra đơn vị theo tùy mức lượng mỗi người đánh. Họ đánh nhũ đồng thì đánh bút xịn, hai nó cho vẩy ra, quánh nó tơi ra, tơi bút ra, quánh tháo bút ra, những cái điểm nhấn là như thế nào, nhấn nhá của nó. Ví dụ như đây là gốc, đấy, là mình đánh này. Quánh đánh nó lên nó rất là đẹp, quánh lên tông nó rất đẹp, nhưng mà phải tạo độ xước, độ chây lì của bức ảnh, độ chây lì và độ điểm nhấn, những nào điểm nhấn quánh nó chói lên, những điểm nào cách điệu mới cũng nó lên trong, khi mà chổi nó cùn lên rồi thì bắt đầu đánh điểm nhấn, đấy nó tạo ra cái góc tối, nó giống như đồng thật đấy. Nhưng mà chỗ nào cần sáng thì cho sáng, vẩy lên. Như đây đó. Lên cái cột đấy. Nhưng mà trong cái thân cột này thì lại không thể đánh sáng được, đánh hơi mờ mờ đi này. Đấy, nhìn nhá, phải nhìn về khách quan đấy. Nó lên đường thì mình phải đánh nó vừa bẩn vừa tối thì nó này sáng quá này, sáng quá lấy ngón tay vẹt nó vào đấy. Sáng quá thì lại phải lấy ngón tay nó vẹt vào, muốn lại cho nó ấy lại nhá, thì lại phải bắn tí thôi. Đấy, ok, nó vẩy nó sức sức đi, chỗ này nó sáng quá thì nó vẩy vào đấy, còn lổi những cái tông lổi lên này. Đấy, những cái tông này cho nó lổi lổi mái đình mái chùa lên thì là phải để nó lổi tông. Chứ mình mà đánh nó vàng chóe lên thì trông nó xấu lắm, đánh nó không có điểm nhấn, điểm nhá ra giống như bức tranh ấy. Chỗ nào nó cũng đồng vàng khe ra thì trông nó ngu lắm, nó không ra được. Nó ban ngày trông rất là đẹp, quánh như vậy này. Đây là cái điểm lá này, anh chói lên được đấy. Thế nhưng mà cái cây tùng này thì mình lại cho chói lên, thế nhưng mà những cái xung quanh của cái cây tùng ấy mình lại cho mờ đi, mình lại cho mờ đi đấy. Khi nó cùn phút sơn rồi nhá, khi nó cùn rồi bắt đầu mình mới di nó vào đấy, nó lên tông đều và đánh nó vàng chóe lên cùng nhau thì nó không thể ngửi được, trông nó xấu. Ví dụ như cái này là cái ô này cho nó vàng đậm lên tí này, nhưng mà đánh vẫn phải để cho nó những cái nét đen để cho nó đều. Đây là pha vào những cái mà clear này, pha mấy nhũ đồng nó lên kinh khủng luôn. Một cái này thì đánh rất là nhanh, sợ thì đánh đồng thì nó dễ lắm, nó giả đồng thì đánh nó rất là dễ. Ngoáy nó vào này. Đấy, ok chưa? Nhìn chưa, lên chưa, đấy, ok chưa. Ok chưa. Đấy, ok chưa. Như cái này mà nó tông quá, nó lên quá thì mình lại phải tẩy nó đi, quá tay rồi. Như ông này là đang bị quá tay đấy, đợi tí nữa mình sẽ phải cho nó mờ đi tí, bắt đầu đánh dần, đừng để ướt rồi. Chấm nó vừa tầm sơn thôi để tạo cho nó cái điểm nhấn, cái không gian ấy nó phải có những cái điểm đen, nó vừa đồng đen vừa đồng đỏ thì nó trông nó đẹp. Đây. Nhìn này, nó lên rất đều đẹp, tổng quát bức tranh này. Nhìn cách đánh qua thì nhìn nó rất ok, nhưng mà phải biết cách chấm phân bổ. Đấy, những cái góc của nó tráng, nó chói quá thì tí điểm này thì mình phải sửa này. Ví dụ như nhân vật này đang bị chói quá này, nó là điểm nhấn quá so với những người khác còn lại, quá tay. Đấy. Đấy, còn đây này, đây là hoa, cái này là hoa sen này, búp sen này dưới ao hồ này. Đây là bước tranh này gọi là vinh quy bái tổ, quan trọng về làng. Quan trọng về làng là quan trọng là được phong quan, được về với tổ tiên, được về với quê làng, và quan trọng là ngồi ngựa, quan trọng được ngồi ngựa, con huyện đấy, quan trọng đấy. Nhưng mà ý nghĩa của từ trạng mà ở trong dân gian đấy, đó là một người tú tài được phong quan, và được khi phong trạng ấy là mới được phong quan thôi. Đấy. Được gọi là trạng nguyên đi thi cử của làng mới được chính về, thì đây là được cầm. Còn đây là dân làng,
Đấy, đây là đình chùa mãi nước non sông ngọn núi bao biện rồi toàn bộ cái đất nước người Việt Nam mình, cái cổ tích ngày xưa ấy, những cái cây cổ thụ lâu năm đấy. Ở đây đó là những cái tùng. Tại sao trong bức tranh Vinh Quy Bái Tổ lại có những bức tùng? Tùng này mục đích là những cây tùng, cây bách đấy. Còn đây là cái triều đình xa hoa đấy, triều đình vua chúa xa hoa, cầu lon bắc nước núi Sơn Thanh và cây tùng cây bách là biểu tượng của vua chúa. Thì khi lại xuất phát từ nhà vua, từ đời vua cho đến đời nhà nông dân, thì lại nó lại có bức tranh này từ trái qua phải. Thì cái Vinh Quy Bái Tổ này thì nó có bộ 8 tiết. 8 tiết là nó có những cái gọi là triều lục. Mà 8 tiết cái này nó rất là phức tạp, đối với người không am hiểu thì không thể hiểu được. Mình chỉ nói vua quan là hiện giờ quan đã được phong, trạng được phong quan. Đấy, trạng được phong quan thì bắt đầu mới về, trong quá trình được phong quan mới là trạng nguyên thôi. Được trạng được vua ban sắc, ban lệnh. Đấy, chiếu chỉ vua ban. Trong cái chiếu chỉ vua ban thì đây là có một người rất quan trọng. Người này cực kỳ quan trọng ở trong tất cả cái hệ thống này, đó là người cầm cờ. Cầm cờ này là ở đây là cái bản đình làng này người đi thi. Đấy, cờ này là cờ, này là cờ của vua. Còn cờ này cờ của đình ở khu vực đấy. Đấy, được biểu tượng ở dương ngoài. Và trong đấy là có cái cây tùng bên cạnh cầm tùng bách và cái lọng võ này. Quan to hay không ấy thì là phụ thuộc vào những người dân. Bình thường mà những quan nhỏ nhỏ như ngày xưa mà được phong trạng ấy về làng ấy thì chỉ được dân làng đón mới có người hầu. Còn bình thường mà quan to như này, đây là vị quan rất to. Bởi vì như là đây là 1 2 3 4 5 6 7 này 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Ở đây nó thực chất ra nó là 17 vị, thì trong đó là một vị quan tổng là 17 vị. Là nó 16 vị lính, một vị là số lẻ. Đấy, đây là một, đây là cái bộ của tranh gọi là Vinh Quy Bái Tổ. Đặc tính của Vinh Quy Bái Tổ thì nhiều người người ta phân tích thì nói chung là cao nhân ở trên mạng ấy chỉ nói mõm thôi, còn để mà hiểu biết thì đéo hiểu cái gì cả nhá. Ở đây trong đây nó bảo tùng trúc cúc mai có đều đủ hết nhá. Nó mỗi tội là nó không có Long Ly Quy Phượng thôi, bởi vì Long Ly Quy Phượng nó nằm trong tứ linh, cho vào đây thì nó không phù hợp. Trong lối cổ người Việt mình thì không có Long Ly Quy Phượng ở trong những bức tranh này. Những bức tranh này không có Long Ly Quy Phượng. Nên là khi làm ấy mà hiểu về những bức tranh này ấy, đây gọi là triều đình này. Đây. Bát Mã Tứ Tương là triều đình này. Còn đây là non nước hữu tình là những cảnh gọi là gia quyến quê hương đất tổ. Đấy, còn đây là đặc thù của gọi là trạng về trạng nguyên được về gọi là sắc phong. Đây là sen đài. Cây sen thì nó đi với chim hạc và đi với một số cảnh tiết. Tại sao ở trong đây này không có chim hạc? Thực ra chim hạc có một số cái nó cho vào, một cái không cho vào, một số cái người ta cấy thêm vào. Nhưng chim hạc đặc thù thì vẫn phải có chim hạc. Ở trong bất kể bát sen thì đây là con chim hạc. Nhìn nó xấu hoắc nhưng mà đặc thù nó là như thế. Mà hai nữa là hoa tiết và đồi núi nhấp nhô. Ngày xưa không có đường nhựa, bởi vì thời điểm đấy là chưa thuê tớ để tớ đi giải được nhựa. Chứ nếu thuê tớ, tớ bỏ mẹ cái đồi đất đi, tôi cho đường nhựa ngay. Hoành trà hoành tất tràng luôn. Các cụ ngày xưa tiền đầy toàn là tính bằng thì à mày bằng dương bằng vàng kiệt sỉ, không cho tớ về làm đường nhựa. Thuê tớ một lửa vất cho tớ một đoạn ít vàng thôi, tớ làm giải đường nhựa cho về cho hoành tráng luôn. Cứ tỏ vẻ nguy hiểm, mẹ cõng tiếc đi chân đất như này dẫm một đinh muôn ván chết cho mẹ hết. Thế thả nên các cụ giờ chết hết chứ. Các cụ ngày đấy mà nghe tớ nhá, kịp mẹ để tớ giải đường nhựa giờ tầm này vẫn đang sống. Chẳng qua các cụ uống ván là chết hết rồi. Uống ván chết sạch rồi đến đây rồi. Đấy, cái tội không nghe tớ ấy. Tớ xui chưa. Ở đây có một cái thứ là nói các bạn phải nhìn qua nhá, là nó bao quát bước dân gian của người Việt Nam. Đấy, qua cái này ấy, là nó có cái thuyền này. Cái này là mây này, cái này là núi này, cái này gọi là người ta gọi là Nhất Hạ Thủy Sơn Minh Đường Đại Đức. Đấy, cái này là mây này, núi này, thuyền này. Đấy, cái này là cờ này. Cờ này thì là cờ đình, cờ phủ. Đấy, cờ đình, cờ phủ, cờ của triều. Đấy, còn nếu như là cờ rước thì đây là cờ rước. Cờ này sẽ cụp về khi xong việc cất đi, còn cờ này có treo ngày treo đêm. Cờ này là cờ đình, cờ phủ. Đấy, lấy ví dụ như lên đây là quan trọng là lên một cái phủ để mà thi. Phủ thì ở kinh đô, kinh đô thì nó xa hoa đây. Đây là mấy thằng mà nói chung là Mai Nam Trúc Nữ gọi là ấu dâm này.
đây, mấy đứa này, này mấy đứa này phập ông già, mấy đứa trẻ con này đây đấy, nói chung là đấy ăn chơi à, mà sao mà kỹ viện cứ biết nên đấy thì biết là nhà đấy, quan trọng này thì chắc chắn là cũng sau này là cũng nằm ở trong cái đống kỹ viện này thôi, phạch phạch này ra đống con rơi con vãi này thôi, kiểu gì cũng có chứ là không thể không có được. Ngày xưa các cụ mà năm thê mười mấy thiếp cũng được, không vấn đề gì cả, đừng nói là một vợ mấy bồ. Nhưng bây giờ các con cháu bây giờ là độ chơi rồi đéo bằng các cụ ngày xưa đấy, chính vì thế là các cụ ngày xưa chơi sốc hơn nhiều đấy, lấy một lúc 5-7 người vợ cũng được, không vướng nào cả. Anh em nào mà có phân tích nhá, có thích nhá thì liên hệ mình, bạn nào mà có thích, nói chung là bảo là Trạng ơi Trạng phân tích hay quá, Trạng kỷ niệm cho em bức tranh như này để em về em đặt ở giữa bàn thờ nhà em. Bảo mình nhá phân tích, khách đến thì mẹ giới thiệu cho chúng nó luôn, quảng cáo bật video lên đấy, Trạng phân tích nhé cái cảnh non nước hữu tình ấy, của cái cổ tích ngày xưa sửa xưa của cái bọn nào đấy không biết rõ. Đi lẹ phân tích sau thì đi lẹ, người ta cầm tranh ta đập đầu tiên thì nhìn thấy đẹp, sau đó thì người ta cầm tranh ta đập vẽ tranh đi mất dạy. Tớ nói không sai đâu, về đây về làng bắt nạt dân làng, ăn đút đót hối lộ, đè ra đóng siêu đóng thuế, cắt cổ nhân dân ra, xong bắt đầu thành lũ quan tham lại lên triều để cúng tiến cho bọn quan tham trên nữa, xong đó vào kỹ viện phập bọn linh tinh này, đèo bọn linh tinh này về, sau đó rút nót chúng nó lại làm quan tiếp tục lại về hành dân. Tôi nói không sai đâu, có sai không? Đi một vòng luôn. Bức tranh đây gọi là bức tranh, tôi phải đặt tên là bức tranh tham quan. Tốn tiền. Anh em thấy tớ phân tích có gì hay nhá thì bảo tớ. Tớ thì chuyên về tất cả các bức tranh đình chùa miếu mạo, các bức tranh này là tớ công đức tất tần tật, nói đùa trêu thôi. Bước ý nghĩa của bước đầu thì là đầu tiên rất hay, sau đó tớ biến tấu đi, tớ nói phét đi cho nó thành câu chuyện nó vui thôi, phiếm thôi trên mạng thôi, chứ không có ý nghĩa bôi nhọ lịch sử hay bôi nhọ cái gì cả, hay là bóp méo nó sự việc đi trở thành một cái việc khác. Thực ra nói như hôm nay chúng ta hiểu nhau cho nó dễ hiểu là đây nó chỉ là vui, còn bạn nào cảm thấy vui là vui, không vui thì thôi, nó không có chết thì ai và cũng chả làm ảnh hưởng gì ai cả. Đây là tôi cũng chưa làm xong rồi, đây chỗ này đó, tôi đi bút bé đấy, sau đó tôi đi nét đấy, nhưng mà cái này nói thật sự mấy anh em là tí là tôi đi hết cho nó đủ bộ đấy, về cơ bản đấy, họ đánh gì nghệ thuật đánh đồng thì nó như vậy, nhưng mà mỗi một nghệ nhân có một cách đánh khác nhau, nghệ nhân này đánh kiểu này, nghệ nhân đánh kiểu kia, nhưng về tổng quát về đồng ấy thì là khi là tông lèn tông. Tông lèn tông là gì? Tông lèn tông là tức là lông tông tổ và tông chìm và tông gọi là thoáng và tông 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 ẩn. Tông ẩn là những cái tông như này đấy, tông nổi là những tông như này, tông chìm là những tông này ở trong lèn đấy. Tông ẩn thì nó rất là khó, bởi vì tông ẩn này phải biết tết đánh này, nhìn nó vừa tối vừa sáng, giống như các bạn ấy nhìn mà con bé nào mặt nó rỗ như tổ ong thì các bạn đem ra được, bắt buộc các bạn phải để cho mẹ mày úp cái khăn nó vào mới giải quyết được câu chuyện của các bạn. Nên là tôi mới nói với anh em là nhiều khi cái ẩn và cái cũng hay và cái đẹp nó cũng hay. Cha có nào đẹp mà bỏ phấn son là trông như thịt mẹ mày bao công thiệt lắm. Ôi mà đánh dùm vào phấn son vào hay đậy khăn rồi giải quyết tiếp, bịt mặt bịt mặt hả? Giải quyết tiếp chứ còn thịt mẹ bỏ cái mặt ra mà bỏ phấn son là gì, trông khác đeo thì chưa bắt giới. Các bạn nhìn mấy con người mẫu trên mạng ấy, bảo cho chúng mày cởi cái mặt lạ ra đi, đừng phấn son xong mà ngủ dậy xong mà chúng mày tẩy trang ngủ dậy xong mặt thịt mẹ, nhiều ông chơi gái xong sáng hôm sau thịt mẹ mày quay ra mở cái chăn ra nhìn xong thịt mẹ dùng mình đi mất, đéo dám quay lại, sao khiếp quá về ám ảnh đéo ngủ được, đéo nó ngủ được cả tuần rồi, ai giống mình chưa? Tớ bị rồi nên tớ khiếp lắm. Tớ bị rồi nên tớ kinh lắm. Bạn này đấy đi gái đấy. Khiếp quá, mở mặt ra mở ra phát thì mẹ tôn hứng tôn nứng đi để chết, khiếp quá rồi mình chắp tay nậy 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 chạy mất thì mẹ tôi đừng gọi về, bố mày chặn tên quên mẹ nhà mày ngay cuộc đời mà. Đây là nó là sự thật, nên là anh em nào mà bảo tớ nói dối trá là không đúng thì mẹ tớ dám nói lên sự thật trước cộng đồng anh em ấy. Nên là thằng nào mà bảo là dối trá thì chỉ có Tuyên thôi. Chỉ có Tuyên thôi chứ còn tớ không thể nói dối anh em được, cộng đồng có cái gì là tớ phải nói thẳng. Nhiều anh em mà chết chỉ vì mẹ mày
Hôm đi chơi thì trông như tiên cô, lên mạng trông như tiên cô ở ngoài đời. Đến lúc mẹ mày cởi trang ra hóa hình, mẹ khiếp, bị mẹ mắt thì lác, mồm thì thối, răng thì vẩu, thì mẹ mày cầm thì nhọn, mẹ mày răng nhọn vu to, thì mẹ nó độn một nửa mẹ mày silicone vào, nốc vào cái loại đấy thì các bạn úm mà chết đi. Mẹ thịt thà còn chưa chết này thôi, ăn silicone mà còn làm người được thì mà chết đây là cứ bình thường đi, cứ như đời thường đi thì nó dễ ăn, dễ chơi, dễ nhìn, thì cứ dân dã đi không sao cả nha. Chị nhìn thấy đối gì không? Chưa nhìn. Chị nhìn thấy ra là con trình diện gì không? Em nhìn ra rất nhiều trình diện. Em nhìn ra rất nhiều trình diện. Ôi tối rồi không đánh nữa. Đánh tố nó bết màu nó không đẹp. Bổ linh tinh lên. Mai sửa tiếp thôi. Tối rồi. Chỗ nào đen mai đánh tiếp, ban ngày đánh, bây giờ tầm này nó tối rồi không đánh cố. Đánh cố là mình phá bức tranh ngay. Vừa rồi là đánh cố này, chỗ này nó lên quá này, chứ không sao. Bởi vì cái này nó mình còn phải pha thêm màu, đánh thêm những tông màu khác. Đây chỉ là tông màu nền thôi, còn tí mình sẽ sửa những tông màu nó còn đẹp hơn nữa. Mình sẽ cho nó lên nữa, những cái tông nó còn ghê gớm hơn nữa nhá. Anh em nào thích thì liên hệ qua phủ 0374375999, mình chủ phủ Đức Tên Nguyễn Hoàng Đức. Số tài khoản của phủ Đức là 10700226585 Vietinbank chi nhánh ở Hải Phòng, một số tài khoản duy nhất. Lưu ý chủ tài khoản là Nguyễn Hoài Đức, tất cả Facebook khác và Gmail và tất cả số tài khoản khác đều lừa đảo nhá. Mình đăng cái này lên, anh em nào cần liên hệ và đăng ký hay là muốn mua về nhà để tự nghiên cứu và làm thì liên hệ cho phủ. Thường thì mình sẽ tặng chứ không có bán cái gì cho ai cả. Những bức tranh như thế này anh em nào mà ở đình ở chùa hay anh em nào thích mà làm những đình chùa miếu mạo thì liên hệ cho mình là mình có thể là mình công đức 90%. Mà thường thì từ ngày đấy giờ mình cũng chưa bán cho ai một bức nào, toàn công đức 100% luôn. Nha, thôi chào anh em, mình tắt livestream đây.